Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thiết bị hỗ trợ chụp hình và quay phim rất là hữu ích. Đó chính là một cái đèn flash trợ sáng dành cho điện thoại. Hiện tại thì bên mình đang có một số dòng tương tự, mẫu mã thì cũng khá là giống nhau, nhưng mà cái tính năng cuối cùng của nó đó chính là hỗ trợ ánh sáng để cho các bạn có thể quay phim chụp hình một cách rõ nét trong bất kỳ gọi là cái điều kiện ánh sáng nào nha các bạn. Thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ sử dụng là pin sạc và chúng ta sẽ kích hoạt của cái đèn bằng một cái phím. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ gắn lên cái điện thoại và mình sẽ test cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái con iPhone 7. Thì mình sẽ thử để cho các bạn coi có cái sự khác biệt nha. Đầu tiên mình sẽ vô phần camera trước ha. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vật thí nghiệm đây. Ok, một cái vật mẫu nha các bạn. Đây là một con mèo. Đó, đây là một con mèo ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt cái đèn đang sử dụng đi để cho các bạn thấy là hiện tại là cái ánh sáng của nó khá là tối nha. Đó. Nhìn vô cái camera này thì các bạn thấy mình sẽ để con mèo ở đây đi để các bạn quan sát cho nó dễ nha. Ok. Đó. Đây là ánh sáng thực tế nè. Thì các bạn thấy là hiện tại cái camera đã quay của mình đó là nó đang sử dụng cái chế độ auto nên đâm ra là các bạn thấy nó hơi sáng đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt cái flash này vô nha các bạn. Thì hiện tại thì các bạn có thể đặt flash bất kỳ ở cái góc nào cũng được nha, bởi vì cái này nó là cái kẹp mà. Còn nếu mà các bạn muốn ok nhất thì các bạn đặt làm sao để cho cái camera của mình đó, nó nằm ở giữa cái tâm của cái flash này nha. Và sau đó chúng ta sẽ bật lên. Đó là các bạn thấy có sự thay đổi ánh sáng nha. Tiếp. Tiếp. Ok. Vậy thì bây giờ mình đã có một cái flash trợ sáng dành cho camera cực kỳ hữu ích và khi mà các bạn chụp nha. Đó, các bạn zoom lên. Các bạn thấy nó rất là nét nha. Bây giờ cũng một cái góc này mình tắt đi. Mình chụp. Ok, bây giờ mình zoom lên. Các bạn thấy cái hình nó sẽ bị noise. Nó bị noise có nghĩa là cái phần ánh sáng ở đây này các bạn, nó sẽ bị rửa nha. Nó bị bể ra bởi vì do là nó không đủ sáng. Nó không đủ sáng nên đâm ra là khi mà chúng ta chụp ha. Khi mà chúng ta chụp lên nó bù sáng bằng cách là nó tăng ISO lên. Khi mà nó tăng ISO thì nó làm cho cái hình của chúng ta nó sẽ bị bể. Nha các bạn. Nó sẽ bị bể. Nên các bạn nhìn vô cái hình ảnh các bạn sẽ thấy là cái ánh sáng của nó không có được gọi là đủ nên là nó phải tăng ISO thì nó làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó không được nét nữa. Thì đây là một trong những cái flash mà mình nghĩ là rất là nhiều người sẽ cần khi mà các bạn sử dụng điện thoại các bạn chụp sản phẩm. Đó, nó có cái sự khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Không có flash này, có này. Nó làm cho ánh sáng của cái chỗ cái nơi mà mình chụp hoặc là cái cam mình chụp nó sẽ rất là chi tiết nha. Nó rất là chi tiết và cận cảnh hơn. Đó. Còn trong trường hợp ví dụ các bạn đây mình để đây, mình để cao lên đây cho các bạn coi này. Đó, đây là có flash này. Các bạn nhìn vô cái hình ảnh nó rất là đủ nét ha. Và khi mà không có flash này. Đó, các bạn thấy nó tối thui lại liền ha. Đó. Ở đây nó có tới 3 cấp độ ánh sáng để cho chúng ta có thể chụp. Nên đâm ra là các bạn có thể tự điều chỉnh ánh sáng phù hợp. Ví dụ mình tăng nấc 3 thì các bạn sẽ không thấy cái bóng của cái
nó đè lên cái con chuột nữa, nhưng mà khi mà mình tắt đi là các bạn thấy nó có hai cái bóng ở đây nha, hai cái bóng ở đây này đó. Khi mà mình tăng lên là nó sẽ mất nha, nó sẽ xóa cái bóng luôn. Và khi các bạn chụp cận cảnh hay là các bạn chụp những cái vật mà nó nằm trong bóng tối á, thì các bạn thấy là nó rất là đủ sáng và chúng ta chụp nó rất là nhanh, nó không bị rung hình ảnh nữa nha các bạn, nó chụp rất là lẹ. Còn khi mà chúng ta không có ánh sáng á, thì nó làm cho cái tấm hình của chúng ta á, chụp nó sẽ rất là gọi là nó dễ bị rung, nó dễ bị mờ nha. Đó, đây là hai tấm hình hoàn toàn khác nhau khi mà mình có hoặc không sử dụng flash này, các bạn thấy không? Đó, cái này thì các bạn nào mà chụp mà dạng như kiểu chụp da, chụp backup hay là chụp full sum mà các bạn gắn cái này lên, các bạn quay và chụp hình, thì mình dám chắc một điều là cái hình ảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với trường hợp mà các bạn mà không dùng. Cái này các bạn có thể đặt bất kỳ ở cái góc nào cũng được nha các bạn. Đó, các bạn đặt bất kỳ ở cái góc nào cũng được, bởi vì đây là cái flash để nó hỗ trợ, nó bù thêm ánh sáng khi mà chúng ta chụp. Nhiều khi mình cầm như vậy mình chụp vẫn được nha. Đó, mình cầm như vậy mình chụp, nhiều khi là mình sẽ thấy được là mình sẽ điều chỉnh được cái độ sáng ở đâu cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn muốn sáng phía trên, tối phía dưới, hoặc là sáng phía dưới, tối phía trên. Đó, thì khi mà các bạn chụp, các bạn có thể tạo ra được cái hiệu ứng cũng giống như là bù sáng ở cái góc nào các bạn cần nha. Và sau đó chúng ta chụp thì nó rất là ok ha các bạn. Đó. Rồi. Vậy là mình đã review cho các bạn một cái thiết bị mà hỗ trợ chụp hình rất là ok. Thì đa số những cái dòng này nó giống nhau hết nha các bạn, đều sử dụng pin sạc hết. Nó đều sử dụng pin sạc hết nên đâm ra là các bạn xài loại nào cũng được. Và đặc biệt là nó rất là dễ mang đi. Mấy cái loại này rất là dễ mang đi và nó phù hợp cho mọi loại gọi là máy ảnh hết nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này.